Hello mọi người nghe, thì hôm nay Linh móc cái gốc xà cừ lên được nha mọi người ơi. Thì hôm nay Linh quay cái video này chia sẻ, thì nhờ mọi người thẩm định cái giá cái gốc xà cừ này giùm Linh ha. Thì khi mà Linh đốn hạ xuống á, hôm trước thì Linh cũng có quay một cái video chia sẻ cho mọi người xem rồi đó. Thì khi mà Linh mới hạ xuống á, thì có người kêu là để cái gốc lại cho người ta 3 triệu khỏi cần móc. Thì Linh không có để khi mà Linh đào lên rồi Linh cắt mấy cái rễ vòng vòng á, thì người ta kêu để là cho người ta 5 triệu, nhưng mà Linh cũng không có để nữa. Linh định móc lên Linh xài mà bây giờ Linh móc lên được rồi à, thì mọi người thấy cái này làm cái gì cho nó phù hợp á, thì mọi người bày giùm Linh ha, hoặc là anh em nào định giá được cái góc này nếu mà phù hợp thì Linh sẽ để lại ha. Thì cái kích thước cái gốc này á, thì cái mặt ở trên á, cái mặt thân gỗ nó là 1 mét nha mọi người, chín mấy 1 mét gì đó. Còn cái rễ này khi mà Linh cắt ra thì nó có một bề là nó 2 mét và một bề 1 mét, mét 7, mét 7 hay mét 6 gì đó. Khi mà Linh móc lên rồi Linh cũng không có đo lại nữa. Giờ thì Linh chuẩn bị đem nó xuống nước bè về về xưởng nha mọi người. Thì anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với Linh ha.